Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Bích Nga và những người thực hiện chương trình rất vui gặp lại quý vị trong chương trình Niềm tin Hàn Việt với chủ đề xuyên suốt chuẩn chất là số 1. Ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Diễn đàn an toàn thực phẩm quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Mạng lưới sáng tạo khởi nghiệp BSA tham dự TechFest 2018. Chuyên mục doanh nghiệp và tiêu chuẩn vừa Bến Tre đổi mới nắm bắt xu hướng để đi xa. Cuối chương trình là nội dung khởi nghiệp với tương ớt phố hội. Các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận đã mang lại kết quả tích cực, bao gồm quản lý rủi ro tốt hơn. Đối với nhà đầu tư doanh nghiệp, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm toàn diện và hiệu quả còn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại Diễn đàn An toàn thực phẩm quốc tế lần 7 với chủ đề Thực phẩm an toàn hơn, kinh doanh tốt hơn do IFC, một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức, khai mạc vào sáng 28 tháng 11 năm 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại Việt Nam, nơi ngành thực phẩm được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng hàng đầu châu Á. Diễn đàn tập trung thảo luận việc đầu tư vào an toàn thực phẩm và xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm, qua đó giúp các doanh nghiệp tiếp cận cơ hội kinh doanh. Đây cũng là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp ngành công nghiệp thực phẩm toàn cầu gặp gỡ, thảo luận về những cấp thiết trong việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và tiết kiệm được chi phí vận hành, nâng cao giá trị thương hiệu cũng như doanh số bán, đạt được sự tăng trưởng bền vững. Vừa qua, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia TechFest 2018 do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. Chủ đề năm nay của TechFest là khởi nghiệp sáng tạo kết nối toàn cầu. Sự kiện có sự góp mặt của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại diện chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức chính trị xã hội. Điểm nổi bật của sự kiện năm nay chính là sự tham gia của các đối tác trong khu vực và trên thế giới như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc trong chuỗi các hoạt động. TechFest 2018 sẽ đi chuyên sâu vào 8 lĩnh vực chuyên biệt về khoa học và công nghệ, bao gồm cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ nông nghiệp và ẩm thực, công nghệ giáo dục, công nghệ y tế, công nghệ du lịch, công nghệ tài chính, công nghệ 4.0 và công nghệ ảnh hưởng. Trong khuôn khổ TechFest 2018 tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động trưng bày triển lãm của các dự án khởi nghiệp sẽ được triển lãm tại đây. Trong đó, tại làng khởi nghiệp công nghệ nông nghiệp thu hút nhiều sự quan tâm của khách tham quan, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là 17 gian hàng trưng bày các sản phẩm của bạn trẻ khởi nghiệp trong mạng lưới sáng tạo khởi nghiệp thuộc trung tâm BSA. Mục tiêu của TechFest là làm sao là kết nối được nhiều nhất các nhà đầu tư, chúng tôi làm sao tăng được cái chất lượng của các doanh nghiệp khởi nghiệp mà đổi mới sáng tạo cho nông nghiệp và tạo ra những cái mô hình mới để làm sao mà hấp dẫn được các nhà đầu tư. Và khi chúng ta đã có được những cái sự kết nối giữa các nhà đầu tư, có thể trong nước, có thể ngoài nước, vào trong các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nông nghiệp, thì đấy là cơ hội tốt nhất cho các doanh nghiệp có thể tăng trưởng và hoàn thiện những cái sản phẩm ở góc độ là đưa ra các giải pháp phục vụ cho nông nghiệp thông minh. TechFest 2018 thu hút 250 doanh nghiệp khởi nghiệp, 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước với những thông tin về xu hướng công nghệ nổi bật như trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối, giải pháp cho đô thị thông minh. Bên cạnh đó, đại diện của chính phủ, các bộ ngành cũng sẽ trao đổi nhiều vấn đề về chính sách, cơ hội phát triển, đầu tư với startup. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng biết, hiện nay Việt Nam của chúng ta có đến hàng chục sản phẩm về dừa và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Nhưng đại bộ phận là những sản phẩm này có giá trị chưa cao. Trong khi đó thì xu hướng của người tiêu dùng trên thế giới lại ưa chuộng sử dụng những sản phẩm cao cấp, có sự chuẩn hóa về mặt chất lượng, chủng loại và có giá trị gia tăng cao. Vậy thì ngành dừa Việt Nam và ngành dừa Bến Tre cần phải làm gì? Đã có rất nhiều doanh nghiệp tại Bến Tre có những sự thay đổi để có thể đáp ứng cho nhu cầu, cho xu hướng tiêu dùng của người tiêu dùng trong nước và thế giới. Cụ thể hơn, Bích Nga mời quý vị cùng theo dõi ở đoạn phóng sự dưới đây. Bến Tre là địa phương có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước. Từ trái dừa, người dân và các doanh nghiệp nơi đây đã làm ra rất nhiều giá trị gia tăng. Nhưng sản phẩm dừa Bến Tre chưa ra được thế giới nhiều, đa phần thị trường tiêu thụ chính vẫn là trong nước. Dù vậy, trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã có những quyết định đột phá nhằm đưa dừa Bến Tre tham gia trong chuỗi giá trị toàn cầu.
tại công ty cổ phần đầu tư dừa Bến Tre Beinco do ông Trần Văn Đức làm tổng giám đốc. Một nhà máy với rất nhiều dây chuyền thiết bị hiện đại, nhập khẩu có giá 7 triệu đô la Mỹ mới được vận hành đưa vào sử dụng. Nhà máy của Beinco ngay từ ban đầu đã được xây dựng theo nguyên tắc thật chỉnh chu, nghiêm túc, toàn bộ dây chuyền theo chuẩn mực để làm ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Họ đang làm rất tốt và tuân thủ theo các quy định của BRC, FSSC, USDA. Hiện nay, Beinco đã xuất sang các thị trường từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore với nhiều sản phẩm như thảm sơ dừa, muỗng dừa, chỉ sơ dừa, cơm dừa sấy khô, dầu dừa, nước cốt dừa, v.v. Trong cái vấn đề mà phát triển cái sản phẩm của doanh nghiệp thì tôi tập trung cho cái xuất khẩu nhiều, đặc thù cái sản phẩm từ dừa thì hiện nay thì cái tiêu dùng của trong nước nó cũng còn hạn chế. Đi vào thị trường châu Âu cũng như là Mỹ và các thị trường lớn trên thế giới thì họ rất là chuẩn mực về vấn đề các cái tiêu chuẩn. Bán lẻ thì có cái BRC của Anh, nó là một trong những tiêu chuẩn rất là khó đạt nhưng mà đạt rồi thì nó rất là uy tín. Thứ hai nữa là FSSC của châu Âu, cái tiêu chuẩn của USFDA của Mỹ. Ba cái quy chuẩn này thì doanh nghiệp nào cũng muốn đạt tới, mà muốn đạt tới nó thì phải ở chuẩn hóa phần cứng đó là trong nhà máy, thiết bị. Một doanh nghiệp khác là công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến sản phẩm dừa Cửu Long, đơn vị làm ra nhiều giá trị gia tăng từ trái dừa Bến Tre. Nổi bật nhất là sản phẩm mặt nạ dưỡng da từ nước dừa dùng để làm đẹp, một sản phẩm độc đáo đang được các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản ưa chuộng. Gần đây, Cửu Long còn cho ra đời những dòng sản phẩm tiện ích khác phù hợp với nhu cầu của thị trường như son dưỡng môi dừa, dầu dừa dưỡng môi, dầu gội, xà bông từ dừa, v.v. Tháng 7 2018, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao có kết nối nhiều doanh nghiệp sứ dừa cho Central Growth Việt Nam để tìm cách đưa sản phẩm dừa vào hệ thống Big C Việt Nam và quốc tế. Thì hiện nay thì trong các cái doanh nghiệp chế biến dừa Bến Tre thì hầu như là các doanh nghiệp đầu tư những cái thiết bị công nghệ rất là tiên tiến và đạt cái tiêu chuẩn quốc tế, và hiện nay thì các doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã có đầy đủ các cái chứng nhận về các cái quy trình chế biến các cái sản phẩm. Bên cạnh các doanh nghiệp đã mạnh về ngành sản xuất dừa tại Bến Tre, cũng có không ít doanh nghiệp khởi nghiệp quyết tâm xây dựng thương hiệu và định hình sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn, chất lượng để từng bước chiếm lấy lòng tin của người tiêu dùng. Trong đó, các loại mỹ phẩm mới an toàn từ thiên nhiên là tinh dầu, xà bông tắm, dầu dưỡng da được thạc sĩ Ngô Thị Kiều Dương ứng dụng khoa học công nghệ vào để xây dựng doanh nghiệp mỹ phẩm dừa Phú Long với phân khúc thị trường riêng biệt dành cho chị em phụ nữ khi làm đẹp ở các spa. Hay những sản phẩm về chậu gáo dừa rất độc đáo, sáng tạo của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hồng Yến, huyện Châu Thành. Mình là một doanh nghiệp mới khởi nghiệp và mình cũng có một cái định hướng chiến lược về lâu về dài. Các sản phẩm về mỹ phẩm của Việt Nam từ các tinh dầu hoặc là các thảo dược của Việt Nam rất là tốt cho săn sóc da, sức khỏe của da rồi của đối với phụ nữ. Cho nên là trong cái định hướng sắp tới mình đi theo một cái hướng gọi là hoàn toàn từ thiên nhiên, trong đó đặc biệt chú trọng tới những cái mỹ phẩm về dầu dừa. Thưa quý vị, như vậy là nhiều doanh nghiệp tại Bến Tre đã có những sản phẩm khá tốt và phần nào đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Không dừng lại tại đó, cũng đã có rất nhiều các công ty, các đơn vị khác nhìn thấy được tiềm năng của trái dừa, nên họ đã quyết tâm đầu tư vào Bến Tre để có thể tìm thêm những hướng đi mới cho trái dừa Bến Tre. Và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây. Có thể nói, tiềm năng cho trái dừa Việt Nam ra thế giới còn rất nhiều, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp. Mới đây thôi, vào ngày 25 tháng 11 tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, tập đoàn Vina TNT Group đã tổ chức lễ khởi công nhà máy dừa tươi với công suất lên tới 25 triệu trái một năm. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 21 tháng 11 năm 2018 với quy mô dự án gần 10.000 m2. Tháng 8 năm 2017 là mình mạnh dạn mình đưa cái trái dừa tươi vào thị trường Hoa Kỳ là bằng một cái container đầu tiên là 20.000 trái. Thì sau khi mình đưa một container đó vào thì được phản hồi rất tốt. Sau đó thì một tuần mình đi được là 40.000, và hiện nay tới thời điểm này thì mình đi được một tuần là 100.000 trái. Từ lý do đó nên mình mới mạnh dạn đầu tư vào cái dự án dừa tươi riêng Bến Tre để mà đạt được những cái chứng chỉ của quốc tế như là HACCP, rồi những cái để mà vào cái được những siêu thị lớn của Mỹ.
như là Tesco hay Walmart. Mong muốn của công ty là sẽ đẩy mạnh vào những thị trường khác như là thị trường Úc và Canada, là những nơi mà công ty đã có sẵn những cái kênh phân phối. Báo cáo của Statista đã chỉ ra tiêu thụ nước dừa trên toàn cầu đã đạt 3,9 tỷ lít năm 2018 và sẽ tăng trưởng với tốc độ 25,4% cho đến năm 2019. Trong đó, Mỹ là quốc gia tiêu thụ nước dừa đóng hộp lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Pháp, Nhật và Canada cũng là thị trường tiêu thụ nước dừa đáng kể với doanh số ước đạt 500 triệu đô la Mỹ đến năm 2019. Trái dừa tươi là một cái nước uống là rất là tốt cho sức khỏe, rất là dinh dưỡng và cái giá thành nó hợp lý. Bởi vậy năm nay là cái trái dừa là sẽ là một cái thức uống mà thị trường thế giới sau này sẽ rất là ưa chuộng và sẽ sau này có nhiều nơi sẽ thay luôn cả thành nước uống. Sắp tới là muốn xây dựng một cái vùng nguyên liệu riêng biệt và chúng tôi là có những cái đội ngũ kỹ sư rồi những hợp tác liên kết với lại cái viện cây ăn quả, viện học kỹ thuật nông nghiệp để vào và chúng tôi bảo đảm được cái độ ngọt, độ thanh của cái trái dừa. Với ngành dừa, hiện nay Việt Nam đang đi sau nhiều nước. Nhưng sự đầu tư của các doanh nghiệp từ khâu nghiên cứu sản phẩm mới, công nghệ mới, xu hướng và thị hiếu mới của ngành này, thời gian qua đang mang lại những dấu hiệu tích cực, tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tạo thêm được nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao để chiếm lĩnh thị trường dừa. Để trong tương lai tới đây, những sản phẩm dừa của Việt Nam sẽ vươn ra toàn cầu, sẽ có mặt trong những chuỗi phân phối hiện đại của thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Hội An được biết đến là mảnh đất trăm nghề của xứ Quảng. Nơi đây cũng nổi tiếng với các loại thủ công mỹ nghệ và ẩm thực. Đặc biệt là tại Hội An có một loại gia vị rất đặc trưng, rất đáng nhớ, đó là tương ớt. Tương ớt Hội An thì nó cũng giống như là những loại tương cây thông thường, nhưng mà hương vị và chất lượng của nó thì hiếm có nơi nào bì kịp và thường được sử dụng trong hầu hết các món ăn tại địa phương. Tuy nhiên hiện nay tương ớt tại Hội An lại chưa được khai thác để phát triển về mặt thị trường hoặc phát triển thương hiệu một cách bài bản, tương xứng với lợi thế du lịch vốn có của địa phương. Và nhóm bạn trẻ tại Hội An, họ đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Ngày hôm nay hãy cùng Kim Chi và Khởi Nghiệp Xanh có một hành trình tại phố Hội Bình Yên và Cổ Kính. Và các bạn, đến với Hội An thì chúng ta không thể nào bỏ qua việc thưởng thức những món ăn đã làm nên đặc trưng của phố cổ này. Và trong số những món ăn đó thì không thể nào quên việc nhắc đến một loại gia vị rất là đặc trưng ở phố cổ Hội An, đó chính là tương ớt. Và tương ớt ngày hôm nay thì đã được một nhóm bạn trẻ tại Hội An làm mới nó cũng như là gây dựng lên cơ nghiệp của mình. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Người đồng sáng lập nên Dachi Food với dòng sản phẩm tương ớt Hội An là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, cử nhân ngành quản trị chất lượng, nhiều năm công tác trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ. Từ kinh nghiệm của bản thân và công thức gia truyền có được từ cộng sự, Hạnh quyết định bắt tay vào làm những lọ tương ớt cao cấp với mong muốn ban đầu sẽ được nhiều người tiêu dùng, du khách đến Hội An ưa chuộng. Qua đó, phục vụ cho nhu cầu sử dụng gia vị đi kèm không thể thiếu đối với các món ăn đặc sản của người dân phố Hội như cơm gà, cao lầu, nhất là tăng thêm sự lựa chọn mới với các loại nước chấm hàng ngày cho các gia đình ở nhiều địa phương trong cả nước. Chị Hạnh cùng với ekip của mình nỗ lực thử các công thức khác nhau, tiếp thu các phản hồi của khách hàng cho tới khi tạo ra loại tương ớt Hội An cổ truyền nhưng vẫn theo xu hướng sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Tương ớt Dachi vốn được nhận diện rất dễ dàng bởi màu đỏ cam đặc biệt của ớt tươi, vị cay, mùi thơm từ các thành phần như mè, đậu phộng, tỏi. Sản phẩm được chế biến vô cùng kỹ lưỡng, từ khâu chọn nguyên vật liệu đã có những chuẩn mực rất riêng. Những quả ớt sừng được lựa chọn phải chín đỏ tươi, chỉ lấy từ Quảng Nam, nơi xuất xứ của món tương. Ớt sau đó sẽ được sơ chế kỹ, loại bỏ hạt. Quá trình nấu chín, xay xát đảm bảo tuân thủ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Sản phẩm không sử dụng chất phụ gia bảo quản khi hoàn thiện, được thanh trùng một lần nữa trước khi tiến hành đóng gói. Tương ớt hiện tại được phân phối chính thức tại các cửa hàng đặc sản Hội An Dachi, số 8 Cao Hồng Lãnh, thành phố Hội An. Ngoài ra, sản phẩm cũng có mặt ở các cửa hàng đại lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
quý vị, nằm lọt thỏm giữa phố cổ Hội An thì chúng ta có một cửa hàng đặc sản với rất nhiều sản phẩm từ khắp các vùng miền trong cả nước, không chỉ riêng gì tương ớt Đai Chi. Và ngay bên cạnh Kim Chi lúc này là bạn Hồng Hạnh, là người đồng sáng lập nên thương hiệu tương ớt mè Đai Chi. Hạnh có thể cho mọi người được biết là ý tưởng có cái cửa hàng trước hay là mình bắt đầu sản xuất cái tương ớt trước hả? Thì thực tế là tụi mình sản xuất trước, có được cái thành phẩm đầu tiên tụi mình đi giới thiệu với bạn bè. Thì các bạn lại nói là khi nào đến Hội An tôi sẽ ghé thăm cửa hàng của mấy bạn. Chính vì như vậy nên hai đứa phải có một cái suy nghĩ, đó là làm sao để có thể giới thiệu một cách gần nhất đến mọi người. Mình phân tích thị trường như thế nào mà hai bạn quyết định là sẽ làm tương của Hội An? Tương này nó có từ lâu đời ở Hội An rồi, nó là như một cái món ăn truyền thống luôn. Thì khi mà thực khách người ta tới đây, người ta tham quan thì người ta thưởng thức, nhưng mà nó chỉ gói gọn lại trong Hội An thôi. Khi mà đi ra vùng miền xa hơn thì cũng không có ai nhớ tới, biết tới, thấy được một cái khoảng trống như vậy. Tụi mình mạnh dạn đi theo cái bước chân vào cái khoảng trống đó để lấp đầy nó. Ra được thị trường á, bạn đã mất bao lâu mới có thể có một cái lọ tương hoàn chỉnh? Công thức bình thường như hồi xưa thôi, chỉnh giờ thì một hũ tương ớt có thể để được 3 năm. Nhưng mà do cái công thức tụi mình phối trộn nó có thêm một cái mới, cái riêng của Đai Chi, thì cái thời hạn nó sẽ bị hẹp lại. Và khi mà chuyển từ cái nấu thủ công sang máy móc nó cũng là một cái quá trình nữa. Cho tới hiện tại thì tụi mình mất cũng phải hơn một năm để có thể là hoàn thiện hết cái vấn đề về cái chất lượng sản phẩm đến cái bao bì. Vậy thì cái hương vị như người tiêu dùng đánh giá với những cái lọ tương cổ truyền với cái lọ tương của Đai Chi hiện tại bây giờ thì nó như thế nào hả? Có những người mà ở miền Trung á, người ta ăn vô cái sao mà tương ớt gì mà nó không cay, còn ở miền Nam dùng thì cái sao mà cay quá. Thế nên là mỗi người lại một cái khẩu vị nó khác nhau. Cũng đã nghĩ tới cái việc là phải điều chỉnh. Bài toán cho tụi mình bây giờ là làm thế nào để tìm được cái đầu ra cho cái sản phẩm. Như qua một năm hình thành và phát triển thì sản phẩm của mình đã tiếp cận được nhiều khách hàng chưa? Mong muốn là trong dịp cuối năm này thì có một cái đợt bùng phát, là có thể là mình sẽ đánh mạnh vào thị trường ở Hồ Chí Minh. Chứ còn trước giờ thì nó lại nằm ở trong khu vực ở Đà Nẵng, miền Trung thì nhiều. Mình cũng đã đi thăm dò bằng qua những cái buổi hội chợ á, thì mình thăm dò cái phản ứng của khách hàng thì mình thấy là có một cái phân khúc tương đối người ta thích cái sản phẩm của mình. Và đó là mình phải quay ngược về để mình lo chuẩn bị tất tật mọi thứ, từ sản phẩm cho tới vận chuyển cho tới cái giấy tờ, để làm sao để đáp ứng đầy đủ hết. Nguyên liệu ớt của mình là mình phải làm ớt tươi đúng không? Không làm ớt khô được hả? Đặc biệt ở trong cái của tụi mình nó có một cái riêng đó nữa, đó là chúng ta lọc hạt. Ớt thì ăn thì nó có là sáng mắt như mọi người nói là vitamin A, vitamin K, E đồ. Nhưng mà có một cái đó là cái hạt ớt nó rất là không tốt. Hiện nay thì với cái sản phẩm của mình có những cái bước tiếp theo như thế nào để mà phát triển? Năm trước tụi mình cũng đi dặn như ném đá dò đường, nhưng mà không có lâu, ý là không có đi thường xuyên, thành ra là người ta sẽ nguội mất cái đó. Có nhiều người họ thử xong họ thích quá trời luôn, mà cuối cùng là bị nguội bởi vì do tụi mình không đủ năng nhân lực để tụi mình tiếp tục tụi mình về. Thì bây giờ tụi mình sẽ tập trung vô cái vấn đề là lo cái đầu ra cho cái sản phẩm này. Hôm nay khi mà biết tin Khởi Nghiệp Xanh đến với Hội An để tham quan mô hình của Hạnh, thì công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long muốn gửi tặng mọi người một món quà ủng hộ cái tinh thần khởi nghiệp của mình với những cái sản phẩm đặc sản rất là đặc trưng như vậy, và mong là sẽ giữ được cái nhiệt huyết giống như nãy giờ say sưa nói chuyện với Chi về đó, về những cái món đặc sản của Hội An. Mình cảm ơn. Thưa quý vị, hành trình khởi nghiệp của nhóm bạn trẻ tại Hội An với sản phẩm tương ớt đã khép lại chương trình Niềm tin hàng Việt của chúng tôi tuần này. Bích Nga và những người thực hiện chương trình muốn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.